Không khí Giáng sinh đầy màu sắc đã có mặt trên khắp phố phường, mang lại niềm háo hức cho mọi người, đặc biệt là đối với các em nhỏ. Với mong muốn mang niềm vui và không khí Giáng sinh đến tất cả các em thiếu nhi, đặc biệt là các bệnh nhi, 20 bạn trẻ tại Hà Nội đã cùng nhau mang hơn 100 suất quà đến với Bệnh viện Nhi Trung ương để dành tặng cho các em đang điều trị tại đây. Được gặp gỡ những ông già, bà già Noel và những món quà nhỏ trên tay, dường như là một niềm vui bất ngờ giúp cho các em quên đi những mệt mỏi. Cùng với hoạt động tặng quà cho các em nhỏ, nhóm bạn trẻ đạp xe xung quanh Hà Nội cũng mong muốn mang thông điệp nâng cao sức khỏe đến mọi người.